Hello, what's up? Xin chào mọi người. Cái nơi mình đang đứng đây đó là một nơi rất là nổi tiếng của Việt Nam rồi. Nên là mình sẽ không cần nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bay trên Hội An nhá. 3 2 1 lên. Xin giới thiệu với mọi người, mình đang có mặt tại Hội An, một trong những phố cổ đẹp và nổi tiếng của Việt Nam. Ok, máy bay chúng ta bây giờ mình sẽ đưa máy bay của mình đi phía đằng sau nhá. Cái con sông ở ngay dưới chân của các bạn đó chính là con sông Hoài. Đây là sông Hoài nhỏ và bên tay phải kia đó chính là con sông Hoài lớn. Ok, cho ra ngoài đã nhá. Thời tiết bây giờ đang rất là xấu bởi vì trời đang chuẩn bị đổ cơn mưa nên là mình sẽ phải bay nhanh. Đây chính là phía đầu, phía bên ngoài. Nếu như các bạn đến tham quan thì sẽ phải bắt đầu gửi xe từ đây. Đó, từ đây nhá. Ok, sông Hoài đang được cải tạo. Mình sẽ cho máy bay bay thấp xuống một chút. Ok, đi dọc theo hai bên sông Hoài đó chính là những cái nhà dãy nhà cổ. Phía bên tay phải của các bạn đó là hệ thống nhà cổ, nhưng mà chuyên có những cái bar hoặc pub để các bạn ngồi uống nước để ngắm sông. Bên tay trái đó chính là cái dãy nhà cổ phía bên mà có những cái nhà may nổi tiếng để các bạn may vest hoặc là may áo dài. Đây cái con cái vó đây không biết là người ta gọi là gì, nhưng mà dưới ở mình gọi là vó. Và ở đây thì ban tổ chức của Hội An, ban quản lý Hội An đã cho một cái ngày, mỗi ngày nó sẽ có một vài giờ nhất định để người dân ở đây cất vó. Đây là một nét văn hóa từ rất lâu đời của người Việt Nam, đánh bắt cá và thủy sản. Ok, rồi mình sẽ đi tiếp nhé, đưa các bạn đi tiếp. Đây là cái con cây cầu bắc từ hai bên phía. Những cái con thuyền ở đây thì các bạn có thể thuê để đi lòng vòng trên sông hoặc là thả đèn vào buổi tối. Buổi tối đây sẽ có rất nhiều đèn lồng, đèn hoa đăng bán để cho các bạn thả. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu tí nữa nhá. Mình sẽ đưa các bạn vào trong phía chùa cầu. Đây chính là của chùa cầu đây. Gọi là chùa cầu bởi vì là ở đây cái ngôi chùa này chính là cây cầu luôn. Đó thì cái cây chùa cầu, ngôi chùa cầu này được thiết kế và xây dựng, thiết kế bởi một người Nhật. Đây là chính là trên nóc của chùa cầu. Máy bay của mình nó đang hơi hơi giật giật lác lác nên mọi người thông cảm nhá. Nó bay già yếu nên là bay chậm, bay kém. Rồi, xem chùa cầu đây. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tiến sâu vào trong phố cổ Hội An nhá. Hai bên con đường này thì các bạn có thấy rất là nhiều đó. Ngoài cái mùa nắng này ra thì mùa Hội An có một mùa nước lũ rất là đẹp. Đây cái con đường mà mình đang bay đây chính là con đường Trần Phú. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán cà phê rang xay. Các bạn có thể đây chính quán cà phê rang xay của chúng ta đây.
Đó, đấy. Đây nó đây này. Đó thì mình cũng hay đến đây để ngồi để uống nước và ngắm cảnh đường phố. Bình thường thì mình hay xuất phát từ đấy để bay, nhưng mà lần này mình sẽ bay từ ngay ngoài. Chúng ta đang được bay dọc theo phố cổ Hội An đây. Có vẻ như đến kia đã kết thúc rồi. À, phía bên tay phải của các bạn kia, mình nếu mà không nhầm thì đó chính là chợ. Ở đấy chúng ta sẽ mua sắm đồ để mang về sản vật. Đúng rồi, chính xác là chợ đấy. Ok. Phố cổ Hội An cũng không quá dài để các bạn phải mệt khi mà đi bộ. Vì là mình đo đường ở đây thì chỉ có 800m đường chim bay. Rồi. Máy bay sẽ lập tức ngay quay lại bây giờ đây. Quay lại ngay bây giờ đây. Mình còn biết cái gì thì mình sẽ giới thiệu với mọi người luôn. Vừa nãy thì cái dãy mà mình bảo là 3 thì bên tay phải, nhưng mà bây giờ nó lại là nằm ở bên tay trái của các bạn kia. Và dãy phố cổ thì đang ở bên tay phải. Theo như người dân nói với mình ở đây thì tối 14 hàng năm, hàng tháng ấy, thì người dân ở đây sẽ tắt điện để nói chung là không bật điện. Đây là một phong tục ở đây, nên là bạn nào mà muốn chụp ảnh đèn lồng ấy, thì tốt nhất là đừng đến vào đêm tối 14 dương lịch nhé. À, âm lịch, sorry mọi người. Cái này lỗi quá. Ok. Ồ, mình đang thấy một cái con thuyền đang được đi trên sông kia. Điện thoại của mình nó hơi lag, hay là mình bay theo cảm tính, bởi vì là nhiều lúc nó đen xì ấy, mình không thấy được. Phải nói là ngoài Huế và Luang Prabang ở bên Lào ra thì mình rất là thích Hội An, bởi vì Hội An khá là yên bình. Buổi sáng chắc là buổi sáng. Bên này chính là nơi mà buổi tối nó sẽ rất là đẹp. Ở đây chính là con phố chợ đêm của chúng ta đây. Đây chính là phố chợ đêm. Đi thẳng hết phố chợ đêm này, các bạn sẽ được ra đến bến tàu để bắt tàu đi đi Cù Lao Chàm, cũng là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng của Hội An. À sorry mọi người, của Quảng Nam. Đây, bến tàu đây. Sao máy bay nó cứ chập chờn ấy nhỉ? Mình không thể nào điều khiển được. Ở ngay cái góc ngã ba đấy. Đây, mình sẽ show cho mọi người chỗ này. Đây, ngã ba chỗ này. Đó, ngã ba mà gần với cả trường tiểu học đây. Sẽ có cỡ chục gian hàng là bày bán đèn lồng. Đấy, góc chính xác cái chéo 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 kia, ba cái gian hàng đấy, thì các bạn nào mà muốn chụp đèn lồng thì đến đấy rất là đẹp nhá. Tiếp tục nha. Bây giờ mình đang trở lại con sông rồi. Máy bay đang ở trên đầu của mình đi rồi. Ok, có lẽ là nói gì thì nói. Máy ảnh và flycam thì cũng
không thể nào mà lột tả hết được cái vẻ đẹp của Hội An cũng như các địa điểm khác. Thì rất mong là ngoài sau khi cái video của mình ra, các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát về Hội An từ trên cao, và các bạn nên dành thời gian để đến đây từ tận mắt chứng kiến và cảm nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp các bạn trong các số sau của mình. Bye bye.